The Gang Show Music Wave. Những câu chuyện trải lòng, những ca khúc lắng động, những chia sẻ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi là Nguyễn Khang, chào mừng quý vị đang cùng đến với The Gang Show Music Wave. Quý vị thân mến, hôm nay thì trong cái không khí của ngày cuối tuần, chúng tôi mời quý vị sẽ tiếp tục đến với âm nhạc. Trước hết, sẽ gửi lời cảm ơn đến nhóm Oplus đã nhận lời tham dự chương trình và cũng chào đón các bạn đến với The Gang Show. Xin chào anh Nguyễn Khang, xin chào tất cả quý vị khán giả của The Gang Show. Khi mà tìm cái chủ đề cho nhóm á, thì tôi nghĩ là không biết là có chủ đề nào nó phù hợp với nhóm, thì tôi chợt nghĩ đến là cái chủ đề thanh xuân. Bởi vì các bạn chơi với nhau từ hồi các bạn còn trẻ cho đến tận bây giờ, hầu như là các thành viên đều đã lập gia đình hết rồi, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là cái thanh xuân của các bạn nó khá là dày và nó khá là liên tục. Có cái giai đoạn nào ngắt quãng nghỉ chơi không chơi với nhau không? Đi chơi thi thoảng, từ buổi mỗi ngày chiều trưa đến sáng hôm sau. Ngày nào cũng nghỉ một lần. Vâng. Thế thì bây giờ mình mở đầu âm nhạc đi. Mình sẽ đến với một ca khúc nào đó mà các bạn yêu mến nhất của bất kỳ nhóm nhạc nào. Ngày đầu các bạn khởi nghiệp đã từng hát của họ. Bài hát đầu tiên sẽ là một ca khúc của Backstreet Boys có tên là As Long As You Love Me. As long as you love me, I'm leaving my life in your hands. People say I'm crazy and that I am blind, risking it all in the plans. And how you got me blind, still the mystery. I can't get you out of my head. Don't you want Plus đã đưa quý vị về trong cái thời thanh xuân mà chúng ta đã từng thần tượng, từng mua poster, từng nói như thế nào ta?
chúng ta đã từng học nhảy theo những cái nhóm nhảy đó, rồi chúng ta đã từng hát karaoke rất là nhiều bài. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của khán giả đã gửi về cho chương trình của chúng ta. Một câu rất chi là tò mò là bí mật của thanh xuân. Câu chuyện như thế này: tôi và em đến với nhau từ những ngày còn học phổ thông, bởi vậy nên chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Mà cái gì đầu tiên thì cũng bỡ ngỡ, và chúng tôi cũng vậy. Những cái nắm tay, những cái hôn và cả cái ôm, tất cả đều vụng về dài khờ, nhưng rất trong trẻo và hồn nhiên. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những tin nhắn hỏi bài hay trao đổi bài tập. Tôi lớn hơn em 2 tuổi, nên khi em vào lớp 11, tôi đã trở thành sinh viên năm nhất của trường Học viện Quân sự. Với đặc thù của ngành học, chỉ đến cuối tuần thì tôi mới có thể nhắn tin hay gọi điện cho em. Dẫu cũng có đôi lúc giận hờn, cãi vã, nhưng nỗi nhớ nhung đã giúp chúng tôi bình tĩnh lại để trân trọng phút giây hiếm hoi bên nhau. Em lên đại học, khoảng cách địa lý của chúng tôi lại càng xa nhau, bởi tôi ở Hà Nội, còn em vào Đà Nẵng. Vậy đó mà cứ mỗi tháng 1-2 lần, em lại về Hà Nội thăm tôi, rồi xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn, thức uống, quà tặng. Mặc dù em bị say xe, nhưng vẫn cố gắng đến thăm tôi. Mỗi lần thấy em xuất hiện thì lòng tôi lại vui và cảm thấy bình yên đến lạ. Chuyện tình của chúng tôi cứ nhẹ nhàng trôi như thế, và sẽ có cái kết đẹp nếu như không xảy ra một vấn đề nghiêm trọng ở phía tôi. Một ngày nọ tôi bỗng thấy tình cảm của mình sao nhạt nhẽo quá, và tôi phát hiện mình không còn hứng thú khi nhìn thấy con gái. Tôi bàng hoàng tự hỏi có lẽ nào ý không thể được. Tôi và em yêu nhau đã 7 năm rồi, sao em giật tay trước ngực vậy? Em có bị nhập tâm anh ạ? Thư này em gửi cho anh hả? Thưa quý vị, không thể được. Tôi và em yêu nhau đã 7 năm rồi, tôi vẫn rung động trước em kia mà. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện, nhưng câu trả lời tôi vẫn không tìm ra được. Và rồi tôi rung động trước một người khác, đó là một người cùng giới. Ngày tôi nói câu chia tay, em đã thẫn thờ và khóc rất nhiều. Gia đình hai bên đều tiếc cho tình cảm của chúng tôi. 7 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, mà đó là thanh xuân của một đời người. Nhưng biết làm sao được khi tôi không tìm thấy được cảm xúc mãnh liệt về em nữa. Em buồn và tuyệt vọng, còn tôi vẫn cố gắng đi tìm con người thật của mình trong những mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ. Nhiều lần em ngỏ ý muốn tôi và em quay lại, nhưng tôi đều từ chối vì không chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Giờ đây thì em chuẩn bị trở thành vợ của người khác. Nhìn em hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn em vì đã là thanh xuân của tôi. Cảm ơn em vì đã cho tôi một tình yêu rất đẹp. Cảm ơn em vì đã căm hận tôi, tha thứ cho tôi và giờ làm bạn với tôi. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Với tôi điều đó rất đúng, vì nó lưu lại trong tôi những hình ảnh đẹp nhất về em, người mà tôi luôn yêu thương và nhớ về. Đây là một câu chuyện có thật nha. Tất cả những cái lá thư mà của khán giả gửi về cho chương trình của anh đó, có những cái lá thư nó rất là kịch tính, còn hơn cả phim nữa. Thì trong rất nhiều cái lá thư thì bên anh sẽ chọn những cái lá thư nào mà nó gắn với thanh xuân. Thì anh muốn hỏi nhóm là các bạn có bao giờ cảm thấy rằng có thể là từ bạn bè của mình, hoặc là từ những mối quan hệ xung quanh, từ những câu chuyện về cái chuyện mà họ dành cả một thanh xuân cho nhau nhưng cuối cùng họ không đến được với nhau mà đi lấy một người khác không? Có bao giờ các bạn cảm thấy tiếc cho họ hoặc là tiếc cho những cái câu chuyện xung quanh của mình hay không? Chắc chắn là có. Khi mà mình chứng kiến một cái mối tình kéo dài rất là lâu, thậm chí đến nỗi mà khi mà mình nhìn thấy người này là ngay lập tức là mình đã tưởng tượng ra cái người kia ngay lập tức ở bên cạnh, bởi vì họ ở bên nhau quá lâu. Nhưng em nghĩ thường những cái mối tình kéo dài quá lâu như vậy nó cũng mang khá là nhiều rủi ro. Hai lưỡi. Vâng. Theo các bạn thì điều gì đã khiến cho họ không đến được với nhau? Có lẽ là mỗi trường hợp thì sẽ có những cái lý do khác nhau. Nhưng mà em nghĩ là có thể là cũng giống như cái câu chuyện mà anh Khang vừa chia sẻ lúc nãy, là bỗng dưng họ cảm thấy trái tim mình không còn rung động mạnh mẽ trước người kia nữa. Nó là vấn đề của thời gian. Và em nghĩ đôi khi đứng trước lựa chọn hôn nhân, có người đặt cái tiêu chí an toàn lên hàng đầu, nhưng có người đặt cái tiêu chí sự rung động mãnh liệt về tình cảm lên hàng đầu. Còn có những người mạo hiểm nữa. Không biết là tụi em có bao giờ biết được cái câu chuyện có những người mạo hiểm, tức nghĩa là sao? Họ muốn thử, và cái phép thử đó của mình nó có thành công hay không. Ví dụ vậy, có nhiều người họ nghĩ rằng có thể từ tình bạn sẽ chuyển qua tình yêu được nếu như
cả hai về chung một nhà và sống một thời gian thì sẽ yêu nhau. Nhưng mà cái phép thử này nó 50-50. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà các bạn dành cho mọi người. Ca khúc cũng nói về những cái ước mơ của những người đi lang thang tìm kiếm về một nửa còn lại, về nửa tình yêu. Đó là ca khúc Kẻ Mộng Mơ. Và chúng ta hãy cùng đến với phần thể hiện của nhóm O+. Sẽ không mơ về một ngày mai bước tới tương lai, xuyên thời gian quay ngược về quá khứ. Sẽ không như ngày còn thơ bé nắm lấy tay cha, con sẽ bay thật xa, mà lại ngồi im trong bóng tối không một chút đam mê. Ngày dài lại thế, cuộc đời này chẳng ai đánh thuế cho một giấc mơ đâu. Hãy mơ thật ngầu, cứ đam mê mạnh mẽ bước đi cho dù bao chông gai, bao chông gai. Chỉ cần cảm thấy trong tim tràn lấp yêu thương thôi, vì tôi đang mơ, tôi đang mơ. Ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Bạn gái tôi là một người rất đáng yêu. Chúng tôi yêu nhau từ khi cùng bước vào tuổi 16. Em, một cô gái với biệt danh não cá vàng, cái gì cũng có thể quên. Anh ơi, chìa khóa em để đâu rồi? Anh ơi, cái bóp em vừa để đây đâu rồi? Anh ơi, có thấy cái quyển tập của em đâu không? Anh ơi, em vừa để nói gì vậy ta? Mỗi lần nghe cô gái gọi anh ơi thì là tôi lại khẽ cốc đầu của ấy và nói: em nghĩ ngay đến câu là anh ơi em là ai. Anh ơi anh là ai vậy. Cái đó là người ta đưa vô một cái gì nó rất là đặc biệt rồi, chứ không còn ở đó nữa. Thì anh ấy mới cốc đầu của ấy và nói: anh thua, đồ của em sao hỏi anh, vì anh là bạn trai của em, anh sinh ra để yêu em và nhớ giùm em đó. Em một cô gái chỉ cần ăn là hết giận, hết hờn, hết dỗi. Người yêu em cũng vậy ha? Không, nhập tâm. Nhập tâm à? Vâng. Em đang giận anh đó, em không muốn nói chuyện với anh. Đi uống trà sữa không? Đi. Này, người ta đang khó ở trong người, đừng có chọc quạo nha. Đi ăn ốc không? Đừng có dụ tôi. Thế có đi không? Dạ có à. Có nghĩa là cứ đang giận một tí xíu nhưng rất dễ làm hòa. Em, một cô gái học đậu, luộc rau muống thì nhừ, luộc thịt thì sống nhăn, nhặt rau chỗ cần nhặt không nhặt, chỗ không cần nhặt thì để lại, đến luộc trứng còn bị cháy nữa. Anh dạy em nấu ăn đi, sau này em hứa sẽ chăm ngoan nấu ăn cho anh. Rồi, trước khi đến cái câu chuyện này thì không biết là các bạn có bao giờ gặp một cô gái hậu đậu như vậy ở trong cuộc đời của mình chứ? Bạn bè cũng được, không nhất thiết phải là người yêu.
Câu này là câu rất tâm lý đấy. Câu này hậu đậu đến mức như này thì cũng chưa nhỉ? Em chưa nhỉ? Gặp ai như này đến mức như này là có phải em, chưa? Ví dụ như vợ của em bây giờ chẳng hạn, ngày xưa khi mà yêu nhau, bạn ấy là một cái cô gái, dĩ nhiên bạn vẫn tự lập sống một mình và bạn ấy cũng tự lo cho bản thân. Nhưng mà sau khi cưới nhau và sau khi có con thì phải nói là bạn ấy trở thành một người khác hẳn. Và em nghĩ là đó là một cái theo chiều hướng gì anh? Theo chiều hướng rất là tốt. Là trở thành một con người mà bạn ấy cũng không thể tin là có một ngày mình lại trở thành một cái người mà lúc nào cũng chỉ biết chăm lo suy nghĩ cho mọi thứ trong gia đình như thế. Thì em nghĩ là những cái cô gái như vậy vẫn còn đang yêu, vẫn còn đang rất là tuổi trẻ, vẫn còn đang mơ mộng thì các bạn ý cần nghe một lễ cưới, nên lập gia đình sớm. Các bạn ý hoàn toàn có quyền như vậy. Thế nhưng mà ở đâu đó bên trong các bạn ý thì em nghĩ phần lớn sau khi có gia đình và sau khi có những cái khoác lên mình những cái tấm áo trách nhiệm thì các bạn ý sẽ thay đổi rất là nhiều. Anh lại tưởng em khuyên là mấy cô gái làm như thế thì lấy chồng sớm đi, tự nhiên sẽ có trách nhiệm và ý thức hơn. Tiếp tục nha. Em, một cô gái yêu động vật, yêu chó, yêu mèo, đi đường, đi chơi hay qua nhà ai có chó, có mèo là ý như rằng em nhào vào nựng nịu, âu yếm, rồi chia đồ ăn của mình cho tụi nhỏ nữa. Em, một cô gái hay đố xàm, đố anh biết em yêu ai nào? Yêu anh? Sai rồi. Yêu chó mèo. Em yêu bố mẹ em, yêu gia đình em. Còn anh yêu em, chứ em không cần yêu anh đâu. Em, một cô gái cao 1m52, bé bé và đáng yêu là vậy. Nhưng cô ấy cũng chững chạc vô cùng. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân với biết bao kỷ niệm. Và cũng như bao nhiêu đôi khác, chúng tôi cũng có nhiều lời hứa, lời hẹn ước, kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi đã có những ngày tháng như vậy. Thế thì trước khi mà chúng ta đến tiếp với lại câu chuyện thì Tùng đi, hỏi Tùng nãy giờ em hết nói nhé. Khi mà em yêu á, thì em có đặt những cái cột mốc nào đó trong từng cái giai đoạn trong tình yêu của mình hay không? Ví dụ như là 20 mấy tuổi thì sẽ làm gì, 30 mấy tuổi làm gì với người yêu của mình chẳng hạn. Ví dụ như là đi du lịch hay là có con hay là vân vân, có những cái kế hoạch không? Em gần như là không bao giờ có kế hoạch gì cả. Mọi thứ chỉ cần hai đứa bọn em cảm thấy là mình thích làm gì, mình cần làm gì thì mình sẽ triển, chứ em không đặt kế hoạch. Thi triển. Em dùng từ triển. Đi du lịch cũng là triển. Về máy bay là triển. Em có đặt kế hoạch cho bản thân em từ khi mà em còn rất là trẻ, không hiểu vì sao trong đầu em luôn có một cái con số, đó là đến năm 31 tuổi là mình sẽ lập gia đình. Và em lập gia đình năm 25 tuổi. Gọi là vỡ kế hoạch đấy. Gọi là người thành công. Cái này, cái kế hoạch này chắc là bác sĩ cũng có can thiệp. Bây giờ chuẩn của anh ha. Vâng. Câu chuyện tiếp theo như thế này. 15 tuổi chúng tôi cùng đỗ trường chuyên, 18 tuổi chúng tôi cùng đỗ trường đại học mà cả hai mong muốn, 22 tuổi chúng tôi cùng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, 23 tuổi chúng tôi có nhiều hơn những lần giận dỗi, những lần cãi vã. Có lẽ vì cuộc sống sau khi đi làm có quá nhiều thử thách, chúng tôi vẫn quyết định ở bên nhau. Rồi tuổi 24, 25, 26, 27 cho đến 30 trôi qua, nhưng bạn gái tôi vẫn mãi chỉ ở tuổi 23. Các bạn có biết vì sao? Đoán xem. Câu chuyện như thế này. Một cơn mưa to và một chiếc xe tải đã cướp cô ấy khỏi vòng tay tôi. Ngày cô ấy đi, bầu trời trong tôi như sụp đổ. Và tôi tự hỏi là cô ấy đã làm gì sai mà ông trời lại làm như vậy. 7 năm trôi qua, dù rất muốn mở lòng nhưng tôi vẫn không thể nào quên hình bóng của em. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất trong thời khắc hạnh phúc nhất, đó là nỗi đau suốt đời tôi không thể nào quên được. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy. Em nghĩ như thế nào khi mà người ta tự tìm thấy được một cái người hợp với mình mọi thứ, cùng nhau đi từng cái chặng đường, nhưng mà tự nhiên đến một cái chặng đường nào đó họ không thể tiếp tục cùng với mình? Em nghĩ đây là một cái trải nghiệm, một cái chân lý mà bản thân mình không thể nào mà tưởng tượng ra được. Và cái sự thật mà người đó phải trải qua nó vô cùng đáng sợ. Nó sẽ trở thành một cái nỗi ám ảnh đối với họ. Và có những người không thoát ra được cái nỗi ám ảnh đó. Và đến khi mà họ bước vào cái giai đoạn trung niên, họ cũng không thể yêu ai. Nhưng cũng có những người sẽ cố gắng tìm cách để lấp đầy cái khoảng trống trong cuộc đời của họ bằng cách cố yêu một người nào đó. Theo em thì nó là hạnh phúc hay là bi kịch?
Chắc chắn là khi mà mình nghe câu chuyện này và mình hoặc là mình chứng kiến một câu chuyện như thế thì mình chắc chắn mình sẽ rất là cảm thấy rất là buồn, rất là một tấn bi kịch rất là lớn. Và em nghĩ là cái việc mà họ tìm đến một cái hạnh phúc mới để xoa dịu cái nỗi đau kia thì em nghĩ là một điều, với cá nhân em nghĩ là một niềm hạnh phúc mới. Tức là em nghĩ là cái người mới kia hoàn toàn có thể là một cái gì đấy để xoa dịu được cho cái người mà ở lại đấy. Và em nghĩ rằng không còn cách nào khác, rằng là cái người ở lại đấy phải dành hết tình yêu cho cái người mà tiếp theo, người mới của mình. Em nghĩ là chỉ với em nghĩ chỉ có một cách thì thôi, không còn cách nào khác cả. Thật ra trân trọng những người đấy. Cái người mới, cái người mới rất có thể là một con dao hai lưỡi. Khi mà nếu mà cái tâm trí của người đó mà lúc nào cũng dành cho cái người cũ thì đôi khi có thể thậm chí làm tổn thương người đến sau. Tức là cái người mới em nghĩ sẽ là một người phải chịu rất là nhiều thiệt thòi. Đúng rồi. Nhưng họ sẽ phải rất là nhiều cái sự bao dung và nhiều tình yêu để có thể chữa lành được cho cái người đối phương, và sẽ làm cho cái người ở lại kia người ta dần dần người ta thay đổi, dần dần vượt qua được cái nỗi đau cũ và dần dần yêu thương bản thân mình. Thật ra nó còn đến từ hai phía, tức là cái người mà chịu tổn thương đó, người ta phải mở lòng. Và cái người kia cũng phải có cách để mà xoa dịu. Không có những người người ta giấu cái chuyện đó, người ta không bao giờ tâm sự với ai. Và người ta cứ bị giống như một cái tảng đá đè nặng ấy vào trong cái tâm trí của mình. Tôi nghĩ đó cũng là một phần khiến cho thanh xuân của họ chỉ dừng lại ở cái cột mốc 23, bởi vì họ không giải thoát được chính mình ra cái trăn trở hoặc cái tảng đá ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Mà cái ca khúc này thật ra là trước giờ hình như là chưa có bao giờ có một nhóm nhạc nào cover, đúng không? Có mỗi nhóm em là cover đấy, đúng không ạ? Thế sau khi mà tụi anh đưa cái list nhạc, tụi em lại muốn cover ca khúc này? Em nghĩ đây là một ca khúc rất hay. Vâng. Và bản thân cái bài hát này cũng là một cái bài hát nó có cái kết cấu cũng như là cái cách hát nó cũng khá là hợp với cả hát nhóm. Và em nghĩ là đây là một bài hát mà nó sẽ khá là thú vị nếu mà Oplus hát. Vâng. Nếu mà Oplus hát thành công thì cứ mỗi tháng 4 chúng ta lại nhận show. Thưa quý vị, ca khúc tháng 4 là lời nói dối của em với tiếng hát của Oplus. Thank you.
Các cơn gió như kẻ vô tình lay từng nhành hoa rơi. Em vừa xa khuất như tia nắng chiều. Để lại dấu chân trên cánh đồng xanh. Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh. Cảm ơn Oplus. Như vậy là cái câu chuyện vừa rồi nó hơi buồn đúng không? Có những câu chuyện nó vui đến được với nhau nhưng cũng có những câu chuyện trắc trở. Nhưng mà nó biết sao khán giả người ta thích kể những cái câu chuyện trắc trở của họ lắm. Kiểu giống như là họ cảm thấy là được chia sẻ. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện nữa nha. Câu chuyện này hy vọng là không có kết cục buồn như hay. Tới tận bây giờ sau khi hát xong bài tháng tư rồi mà em vẫn còn đang đơ vì cái cảm xúc của cái câu chuyện trước đem đến. Mà khi mà mình nghe cái bài hát tháng tư và xem cái MV của nó cũng có một cái câu chuyện tương tự như vậy. Không? Đúng rồi. Anh nghĩ là thật ra cái gì mà nó hạnh phúc á, người ta có cảm nhận ít động lại trong cái cảm xúc của người nghe hoặc là người xem. Nhưng mà cái gì nó bị luyến tiếc hoặc là đau khổ chia tay á, thường để cho người ta rất là nhiều cái suy nghĩ trằn trọc về điều đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của chú Đức An. Chú là chủ nhân của cái bức thư này, khá là đặc biệt bởi vì chú khá là lớn tuổi rồi. Quay ngược thời gian về 50 năm trước, khi tôi là một chàng sinh viên nghèo mới ra trường, còn cô ấy là một học sinh lớp đệ nhị, tức là lớp 11 bây giờ. Tình cờ va phải ánh mắt nhau trên con đường đến lớp, tôi lập tức bị thu hút bởi dáng người nhỏ xíu, xinh xinh của em. Người ta bảo nếu đã có duyên, ắt sẽ gặp lại. Và cái duyên ấy phải nói là một cái duyên cực to, bởi tôi tình cờ được mời về làm gia sư cho em gái của cô ấy. Theo em thì giấc của em hay giấc của chị? Chưa biết được như nào đây. Câu chuyện này vẫn đang rất là ly kỳ. Câu chuyện này trong tăng show thì mình phải dè chừng. Đây, twist. Đây, vừa được dạy em gái học, vừa được gần gũi với crush của mình, tôi trở thành chàng trai may mắn nhất ở trên đời. Ông bà có câu nhất cự ly, nhì tốc độ. Thế là tôi tuân thủ lời dạy rất nghiêm ngặt. Chính thức qua dạy học đến khi rước em về Vinh là 2 năm. Có nhanh quá không? Thế là vẫn rất đúng người anh. Vẫn rất đúng người đúng không? Đúng người, rước cô chị về 2 năm. Nhưng mà em nghĩ có nhanh quá không?
thấy cũng nhanh bởi vì là mới có từ nhanh. Lớp 11, 2 năm sau là cũng bắt đầu là vào hết phổ thông vào đúng ngày, rồi ngày xưa cô kia còn đang đại học mà là rước đi rồi đúng không? Vâng, chắc là nhưng mà 50 năm trước thì anh nghĩ là thời điểm đấy cũng cũng không phải là quá sớm. Như anh nghĩ mà nếu là Oplus thì chắc 1 năm thôi. Quý vị thích biết không, chú là một thầy giáo nghèo, đồng lương thì ít ỏi, trong khi đó cô lại là trăm anh thế phiệt, gia đình có của ăn của để. Vậy mà cô không hề chê chú nghèo. Cưới xong thì cô xếp đồ đạc qua nhà chú, bắt đầu cuộc sống làm dâu. Một nàng tiểu thư trắng trẻo, mỏng manh, không phải đụng tay đụng chân vào việc nhà. Cưới chồng xong lại quần sắn, ống thấp ống cao, đi ra đồng giữa trưa nắng đi gặt lúa. Vậy mà không có một tiếng thở than. Chú kể cô ấy đã phải gian nắng dầm mưa, vậy mà lúc nào cũng gặp chồng cũng tươi cười rồi luôn miệng em làm được, em làm được. Vậy đó, hỏi sao mà không yêu, không thương, không trân quý cho được. Là một nàng tiên. Nghe đến đây thì các bạn tin có câu chuyện mà nàng công chúa mà yêu phải anh nhà nghèo rồi sắn tay ra đồng rồi làm việc nhà không? Em khẳng định cái thời buổi bây giờ là tỷ lệ nó phải 1 trên bao nhiêu hả các bạn? Tỷ lệ anh nghĩ chắc 1 chắc trên 100. Kiểu giống như là tỷ lệ chọi thi đại học hả? Em khó không? Phải lớn hơn nhiều khó. Ý em thấy rất khó, khó đấy, khó lắm. Khó. Nhưng mà hồi xưa thì cái tỷ lệ này có. Vâng, dĩ nhiên mình đã từng nghe những cái câu chuyện thế, như vậy rồi mà. Kiểu giống như là cô ấy con nhà giàu thì cô ấy chấp nhận, cô ấy về nhà chồng như thế. Vâng, nhưng mà bây giờ hỏi tụi em nè, nếu mà như vậy thì kết thúc của câu chuyện này là có hậu hay không có hậu theo tụi em? Em đang cảm thấy là nó rất là em khó. Cũng đang cảm thấy nó rất tích cực. Đem theo chiều hướng tích cực đúng không? Tích cực. Em mà anh Khang thì em lại không đoán em như nào. Cá là có hậu. Vẫn còn cô em nữa, chưa biết nào. Ô cô em mới xuất hiện ban đầu đúng không? Vâng, cô em xuất hiện ban đầu nhưng cô em chỉ là cái cớ dạy học để tiếp cận cô chị thôi. Tụi em bỏ qua cô em được không ạ? Vâng. Em thấy là cái chú này ngay từ lúc đầu mà cua được cô chị như này là chú này không đơn giản. Tức là một người nghèo mà cua được cô chị này, chú này chắc chắn là phải hài hước này, duyên dáng này, thông minh, có thông minh, minh, học giỏi, học giỏi. Nhưng mà nói chung là em nghĩ là phải rất là cool, hay ho gì. Mà thường thì người đàn ông có trí, có trí dễ chinh phục. Anh chỉ là thắc mắc là làm thế nào ông lọt vô được cái cửa để dạy cho cô em để mà tiếp cận với cô chị. Thì phải là học giỏi. Không, anh nghĩ ông là một người thông minh. Ngoài học giỏi ra phải truyền thông, phải có, ông phải làm cái gì đó rất là hay, đúng không? Ông mới có thể được vô dạy cho cái gia đình đó, tại biết bao nhiêu người mà, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta tạm dừng cái sự dự đoán của nhóm Oplus này để đến với một ca khúc nữa rất là nổi tiếng của nhóm Westlife. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc My Love với tiếng hát của nhóm Oplus. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, I'm holding on forever, reaching for the love so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, together. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again.
reaching for the love that seems so far. Rồi thưa quý vị, bây giờ thì sau khi nghe nhóm Oplus hát My Love, cái từ nó gần gần nhau lắm, thì bây giờ chúng ta xem coi là happy ending hay là sad story nha. Sau khi cưới ít lâu, sót vợ, chú mới bàn với cô là thôi thì mình đổi nghề đi. Và là cô chú bắt đầu đi Đồng Nai lấy hàng mây tre lá về bỏ mối cho các cửa hàng ở Bình Dương. Tích cóp dần dần, khi có được ít vốn thì cô chú bắt đầu mở bán vật tư nông nghiệp. Rồi dần dần công việc kinh doanh cũng phát đạt, kèm theo đó là sự ra đời lần lượt của 5 người con, 4 gái và 1 trai. Hạnh phúc là vậy đó, nhưng nào ai biết được rằng cô đã từng phải vật lộn 1 tháng trời trên giường bệnh vì bệnh viêm khớp vai. 1 tháng cô chỉ nằm im không đi lại được là 1 tháng chú mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh. Chú kể đau lắm, cô ấy đau 1 thì tôi đau tới 10. Tôi chỉ ước sao mình có thể san sẻ được cái đau ấy. Nhiều lúc tôi phải lén quay đi để lau nước mắt, rồi quay lại nhìn cô ấy mà cười để động viên. May sao nhờ có sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại, cùng tình yêu thương của chú, cô đã bình phục và khỏe mạnh tới bây giờ. Nghe tôi đặt này là đáng được cái câu chuyện tiếp theo là hạnh phúc hay là sóng gió rồi đúng không ạ? Em cảm thấy là cũng bắt đầu sóng gió đấy. Em thấy là trọn vẹn quá rồi, không thể nào hạnh phúc hơn được nhất chú rồi. Nhất chú, anh thấy chú đang thương cô quá đấy chứ, đúng không? Nhưng mà cái đấy nó có sướng sướng ấy anh ạ. Tại vì kiểu cảm thấy chú quá yêu cái quá yêu vợ của mình đúng không? Nhưng mà tại sao em bảo là sóng gió? Không, tại vì em có cái linh cảm. Linh cảm đúng không? Khi nghe em kể chuyện á. Em là chắc là gieo quẻ thường hay trúng. Rồi bây giờ chúng ta coi đúng hay không nha. Bây giờ khi chú đã ngoài 70 và cô đã gần đến tuổi thất thập cổ lai hy, tình yêu của cô chú vẫn đông đầy như thuở tình cờ chạm nhau trên phố. Chú thường xuyên làm thơ tặng cô, còn cô thì cứ tủm tỉm cười mỗi khi nghe những vần thơ lãng mạn của chú. Em ơi anh nói mấy lời, yêu em yêu mãi như thời mới yêu. Nếu cho anh ước một điều, kiếp sau anh lại xin liều cưới em. Ngon lành. Chắc hồi xưa chắc cũng cái dạng mà bỏ bùa cô bằng cách làm thơ vậy nè. Tụi em hay có hay làm thơ kiểu mà đi cu bồ gì không? Mình có hát rồi, em hát thôi đúng không? Em hát thôi. Em có làm thơ không Linh? Hát thôi. Thơ em cũng hay làm thơ lục bát. Vậy hả? Bài thơ mày làm một tí làm một triển một bài vài vài đường thơ đây bạn. Thơ em tặng bồ em sao? Không, bây giờ anh em mình có thể đối thơ chẳng hạn. anh sao một cái câu thơ lần gì đấy xong rồi em sẽ đối lại chẳng hạn. Thôi anh đang muốn nghe cái bài thơ của em dành tặng cho vợ hay cho bồ em ngày xưa, có không, có thả thính gì không? Không, em đùa chứ. Em không biết làm thơ đâu. Em biết làm thơ, bây giờ em không làm ca sĩ anh. Thể thơ tự do. Ok, coi như là mỗi người thì có một cái năng khiếu đúng không ạ? Chú nói đi, như thế này, gặp nhau là duyên, trở thành vợ chồng là phần. Nhưng để hạnh phúc cùng nhau đến suốt cuộc đời lại là xuất phát từ tình yêu và sự trân trọng nhau. Và nếu thời gian có quay trở lại, cô chú vẫn chọn được là một nửa của nhau mãi mãi. Đúng. Em nghĩ là cho dù thời gian có quay trở lại hay là ở một cái vũ trụ khác ấy, thì những cái mối lương duyên này chắc chắn là kiểu gì rồi cũng sẽ tìm được nhau thôi. Bởi vì là em cảm thấy là trong số hàng triệu triệu người thì để có hai người tìm được nhau và có một cái câu chuyện như thế này là nó giống như là định mệnh của nhau á, thì mới được như vậy. Nhưng mà thật ra trong cái câu chuyện này chúng ta lại rất là chú ý đến một chi tiết là tại sao người ta ngày xưa người ta có thể gắn bó với nhau lâu đến như vậy, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta lại nghe những cái câu chuyện người ta
lại gắn bó với nhau không lâu như cái cảm xúc của hồi xưa, mặc dù cuộc sống đủ đầy hơn, vật chất cũng đã sung túc hơn. Thế thì khi mà tụi em lắng nghe cái câu chuyện này á, tụi em nghĩ là cái điều gắn kết họ cùng với nhau đi đến chặng đường 70 năm đó là gì? Em nghĩ là cái điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và tình cảm, cái sự gắn kết của hai người dành cho nhau. Chứ còn tất cả những cái vấn đề khác, khó khăn thì các cô chú cũng đã trải qua rồi. Thực ra như họ luôn luôn hướng về nhau. Chính xác là như vậy. Là cả tình yêu, cả sự, cả tình thương, cả trách nhiệm trong đó nữa. Rất nhiều cái yếu tố đúng không ạ? Nhưng mà ta có một cái phép thử rất là hay. Thật ra cái điều mà gắn kết nhiều cặp vợ chồng lại với nhau á, là họ phải cùng nhau vượt qua nhiều cái khó khăn và giông bão. Và cứ mỗi lần á, họ tưởng như là họ không vượt qua ấy, thì cái việc mà vượt qua ấy nó giống như là một cái chất keo, là một sự kết nối, gắn kết họ lại để họ tiếp tục họ vượt qua những cái khó khăn tiếp theo. Thì cái đó là một trong những điều mà anh cảm nhận được. Còn nếu như mà một vợ chồng, một cuộc đời của họ nó bình dị mà nó cứ trôi yên ả, thì anh nghĩ là nó không thật sự là, đối với anh á, nó không có nhiều cái kỷ niệm để cho họ nhớ về hay là họ trân quý nhau. Cứ một lần em thử em nghĩ cãi lộn với lại người yêu hay là vợ của em, cái mình nghĩ tới những cái giai đoạn mà những cái điều tốt đẹp nhất mà mình đã gắn kết với nhau, cái tự nhiên cái em nghĩ thôi bỏ qua, thôi làm lành, thôi là tha thứ, ví tức dụ là, vậy. Tức là họ cùng nhau trải qua những khó khăn và cảm thấy gắn kết hơn. Nhưng mà mỗi khi mà có khó khăn ấy, thì em nghĩ là cái điều có thể giúp họ có thể vượt qua cùng nhau những cái khó khăn đấy thì là tình yêu. Luôn luôn phải là cái sự hướng về nhau. Chứ nếu không thì sẽ có rất nhiều nghĩ là những cái khó khăn trong cuộc sống. Trong đầu của cô chú ấy có lẽ là chưa bao giờ nảy ra không ý nảy nghĩ ra về việc ý nghĩ là sẽ rời bỏ nhau. Chưa bao giờ có chưa cái có ý nghĩ tưởng đấy. Đó đúng không? Thế thì trong số 4 anh em đây thì ai là người gắn bó với lại người yêu và bây giờ là vợ của mình lâu nhất? Bọn em đều rất lâu. Em cũng chắc ví dụ như Lâm thì là bao nhiêu năm rồi? Từ khi em yêu cho đến khi cưới bây giờ. Năm thứ 2 đại học. Năm thứ 2 đại học tới tận bây giờ đúng không? Rồi em được em ra trường được mấy năm rồi? Em ra trường từ 2012. Lâm bắt đầu yêu là từ 2010. Đâu? 09, 09. Đâu, 11. Vậy là em 2010. 2010. 2010. 2010. Vâng. 2010 thì đến bây giờ là 12 năm. 12 năm. 12 năm. Em cũng là 2010. Em cũng 2010. Em yêu cùng lúc với lại Lâm luôn hả? Hai người khác nhau. Anh không nói là yêu hai người đâu. Hai người khác nhau nhưng mà ý là yêu cùng một lúc luôn hả? Chính thức yêu thì là 2010. Còn em và vợ em thì cũng đã gặp nhau từ trước đó. Nhưng mà chắc là bạn thôi chứ chưa vẫn chưa có tình yêu đúng không? Cũng từ 2010. Yeah. Vậy là coi như là 10 năm. Thế là cả bốn anh em mình 2010 hết à? Vâng. Năm thứ 3. Nhờ Khang Show nhá. Là bọn em mới tìm ra được một cái điểm chung nữa của bọn em, đó là bọn em vào với vợ của mình cho đến tận bây giờ. Nhưng mà có đều gặp nhau vào 2000 có học và yêu nhau không? Không không ạ. Không ạ. Em anh Minh học chung ngoại thương, Lâm học bách khoa và Tùng học ngân hàng. Giờ bốn người là bốn cô khác, bốn trường khác nhau. Và bốn cô cũng là bốn trường khác nhau luôn. Vâng. Như vậy thì cái điều mà để cho tụi em gắn kết với lại bạn gái của mình và sau này là vợ của mình lâu đến như vậy thì đó, điều đó có nghĩa là gì? Cái điều gì quan trọng nhất? Em và vợ em không có cái mối quan hệ giống như là hai người bạn thân. À. Nhưng mà nó đúng là hai người rất là yêu nhau, rất là có nhiều trách nhiệm, rất là có giống như là nhún nhường. Em thấy là ngay cả việc bọn em cãi nhau cũng không bao giờ có chuyện là quá to tiếng hoặc là hắt nước đổ đi hoặc là thiếu sự tôn trọng với nhau. Ngay cả trong cái cách nói chuyện hàng ngày đấy, cho đến nhắn tin với nhau ấy, nó vẫn luôn luôn giữ một cái sự rất là dịu dàng, rất là ngọt ngào. Ví dụ như là anh Hà tối nay anh ngủ ở sofa nhé. Cái đó là dễ dàng đấy, anh rất nhẹ nhàng đấy. Em đã từng chụp cho bạn bè xem một cái ba cái trang màn hình tin nhắn của em kéo lên chụp. Tất cả cuối mỗi câu em gửi cho vợ em đều có chữ ạ hết. Mà là một cuộc nói chuyện bình thường. Ví dụ anh chuẩn bị về đây em ạ. Rồi là em ngủ trước đi nhé, anh gần về rồi em ạ, những kiểu đấy. Em ạ chứ không phải là em nắm triệt cái tư tưởng của ông bà ta. Dạ vâng, em chắc chắn sẽ sống rất lâu rồi. Vâng, sống rất lâu rồi em gần. Em ngủ trước đi, ngày mai anh mới về đó ạ. Cái đó là ngủ ngoài sofa luôn à. Vâng, thế còn với Tùng thì sao? Bọn em thì cũng là một câu chuyện rất dài, rất nhiều thăng trầm, rất nhiều dư vị.
đắng cay ngọt bùi nó rất là nhiều. Và là ngọt, đúng không? Càng qua nhiều thứ, càng nhiều thử thách thì bọn em lại càng cảm thấy mình rất là thực sự là những người tri kỷ của nhau. Và bọn em cùng trải qua những cái đấy rồi, khi mà nhìn lại thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Và em nghĩ là có một cái thế lực vô hình nào đấy khiến cho bọn em là sẽ càng ngày càng gắn kết với nhau nhiều hơn. Thế bây giờ đã làm hòa với vợ chưa? Chắc là hết cái show đã. Hết show thì mới biết được, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc để nói về cái thanh xuân của các bạn ấy cùng với người yêu và bây giờ là vợ của mình, đúng không ạ? Đưa em về thanh xuân. Vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với Thanh Xuân, một sáng tác của Đà Lạt với phần thể hiện của Oplus. Nay ta thức dậy cũng như thường nhật, thấy thanh xuân ngày nào cũng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua, khi mà bao lâu toàn một bề vẫn đang ở nơi xa, khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước, và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa là chỉ có đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những ngâu lông như thế hừng hực qua tay. Ta thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế nhẹ trôi, dẫu em vài lần lên tiếng, màn em kéo những mộng mơ, nếu anh vào sâu mắt em, chẳng đơn ta bước cùng nhau như thước phim lướt trong ký ức. Cả thanh xuân ta đã dành cho nhau. Anh vẫn sẽ đưa tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn sẽ đạp xe thấy em bu vơ như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắng bên cạnh cái những nụ cười. 30 năm trong đời từng gặp người bao nhiêu điều tiếc nuối, nếu một lần quay lại vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng viết lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes baby, bình yên ghé thăm chiều nay, tuổi thanh xuân tôi trời mây, một tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư tay, nhưng bỡ ngỡ trao về nhau giọt nước mắt đôi tay khẽ lau, cho vụng về trao ta những lần đầu. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những ngâu lâu cứ thế hằng hờ qua tay. Ta thêm lần đôi mới và những ước ao đã về những dấu yêu ban đầu, những ngâu lông cứ thế ngược qua tay. Ta thêm lần đôi mới và những ước cao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật, thấy thanh xuân ngày nào cũng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về. À, như vậy thì những cái giờ phút cuối cùng của chúng ta đi đến show này cũng đã gần được khép lại. Qua cuộc trò chuyện với chủ đề thanh xuân, thì các bạn nghĩ gì về một cái sự gắn kết của một nhóm nhạc mà có thể nói là đồng điệu với nhau về rất là nhiều thứ, về âm nhạc, về ngay cả cái cách sống của các bạn nó cũng khá là giống nhau. Rồi chưa kể như các bạn nói, ngay cả việc yêu một người đi nữa và gắn kết người đấy tới tận bây giờ cũng khá là tương đồng với nhau về số năm. Thế thì các bạn nghĩ như thế nào về cái việc mà
các bạn không chỉ là huynh đệ với nhau trong cuộc đời mà chúng tôi nghĩ là các bạn còn là tri kỷ với nhau trong cái thanh xuân của mình nữa, đúng không ạ? Các bạn nghĩ các bạn có may mắn hay không? Ừ. Bọn em nghĩ là tất cả anh em đều có chung cái suy nghĩ đây, là bản thân mình rất may mắn khi gặp được những người như thế này và tụ hội với nhau thành một cái nhóm nhạc. Và bọn em rất nhiều lần đi diễn ở những nơi xa, rồi là đi Mỹ, đi Nhật, đi các nước, thì luôn luôn nói với nhau là nếu mà không đi cùng với nhau và đi cùng với nhau bằng âm nhạc thì không biết là bao giờ mình mới sang Mỹ chẳng hạn như vậy. Rồi là mình đã được cùng nhau trải nghiệm rất là nhiều những cái trải nghiệm mà phải nói là rất là tuyệt vời với nhau, và luôn luôn trân quý cái điều đấy. Vâng. Tôi tin rằng để tìm được những người bạn như thế trong cuộc đời thì không phải ai cũng may mắn có được. Và những cái tình bạn mà không vì một cái vụ lợi nào cả, không toan tính, không so đo, em toan tính, em toan tính lắm, so đo. Nãy giờ là nghĩ em, tụi anh đang cố gắng kết cho nó tròn trịa, cho nó vuông tròn. Mà bọn em có một khẩu hiệu là muốn đi riêng thì đi một mình, mà muốn đi chung thì đi cùng nhau. Không sai tí nào. Cảm ơn nhóm O Plus đã đến với chương trình này, và chúng tôi tin rằng khán giả sẽ rất là thích những ca khúc của các bạn, bởi nó cũng một phần nào gợi nhớ cho họ về thanh xuân của thế hệ trẻ. Rồi chưa kể là những cái câu chuyện về cái cách mà các bạn có thể giữ lửa được trong âm nhạc cũng như là trong đời sống hôn nhân của mình. Cảm ơn nhóm rất là nhiều. Nhóm có muốn chia sẻ điều gì đại diện với khán giả cũng như với anh hay không trong show này? Tuần này là trả lời hoa hậu đấy anh. Có thể để anh vậy. Đúng công thức. Rất là cảm ơn anh Nguyên Khang đã cho bọn em một cái cơ hội để lên nói về những điều mà trước giờ chưa bao giờ bọn em nói trong bất kỳ một talk show nào. Chưa bao giờ. Trước giờ bọn em chỉ toàn nói về âm nhạc thôi, hoặc là nói về giống kiểu như sự nghiệp của mình ra nào thì mình chán chán ấy anh. Vâng. Nhưng mà nói về những cái câu chuyện về về cuộc sống, về thanh xuân, về tình yêu, về hôn nhân, và về cả thanh xuân của bọn em nữa, thì là lần đầu tiên. Và hy vọng là O Plus cùng cả Nguyên Khang đã đem đến cho quý vị khán giả một buổi tối nhiều những cái có cả những cái sự vui vẻ, cũng có cả những cái đoạn trầm lắng. Cảm ơn nhóm O Plus rất nhiều. Và trước khi khép lại chương trình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa mà nhóm sẽ dành tặng cho chúng ta. Đây là một ca khúc mà nhóm... Cái bài này nó rất hợp để hát sau cái đoạn em vừa nói đấy anh. Thì đấy, anh mới đưa vô cái ca khúc và thế là hết rồi quý vị. Để nó khép lại chương trình ngày hôm nay. Thật ra mọi sự sắp đặt ca khúc đều có cả cái suy nghĩ cho cái mặt nó logic cả rồi. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc và thế là hết. Rời xa nhau đến khi ta giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế. Dù rằng còn nhiều điều con tim chưa cất tiếng, mình đành vội vàng tay buông tay ta chưa quên những điều ta chót môi nhưng thôi nhé em. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, những đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên hôm hôn chiều hôm ấy, anh biết. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang rất xa. Hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời. Rời đi xa mang theo những điều
tuyệt vời này em bên ta anh chưa quên những điều ta chót môi nhưng thôi nghe em và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh nhưng đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang xa xa hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời trong cơn mơ anh đã ước đôi mình chưa bắt đầu chẳng nhớ thương nhau chẳng ai phân tình ai qua ngày mai ta chẳng thể nhớ những đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy anh biết và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh những đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy anh biết vừa rồi là ca khúc để khép lại chương trình này. Một lần nữa cảm ơn Oplus đã dành thời gian đến với chương trình. Chúc cho nhóm sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên chặng đường âm nhạc của mình nha. Cảm ơn anh Kha. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào tập phát sóng tiếp theo vào lúc 21 giờ trên YouTube MC Nguyên Kha. Lần nữa xin giới thiệu Oplus và Nguyên Kha. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. The Kang Show Music Wave. Xin chào, chúng tôi là Oplus và hãy đón xem tập tiếp theo của The Kang Show. Bài hát này là bài hát do Linh sáng tác, Linh sáng tác và lời bài hát này thì đương nhiên là chỉ nói về giống như là đang nói chương về bốn bọn em sự ấy, bảo trợ của những nhà kẻ hàng, mộng mơ, chả cá, không chịu ngồi yên, đam mê và luôn đuổi theo đuổi cái ước mơ của mình. Và cái bài hát giống như là một cái lời nhắc là đừng ngồi im một chỗ ủ rũ mà hãy luôn luôn bước tới phía trước đi. Xin được giới thiệu đến quý vị siêu mẫu Hà Anh. Đón xem The Kang Show lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có tập mới nha. Thì anh nghĩ rằng cần phải chia sẻ theo cái khía cạnh là thẳng thắn và cầu tiến. Đó, còn những cái nói giảm, nói tránh, những cái mường tượng nó sẽ không giúp cho người nghe hiểu ra vấn đề.